Sau 10 ngày ạ. Sau khoảng hơn 10 ngày giờ mình là tiếp tục để bữa trước cành này nó chín trái. Mình đã tỉa mất 2 trái. Mà bây giờ sau hơn 10 ngày nó lại như vậy rồi. Cái cành này nó quá nhỏ để mà mang được chừng này trái. Thì mọi người thì giờ mình bỏ trái nào và mình lấy trái nào. Thật sự với mình quá khó khăn. Nhưng mà hôm nay mình phải bỏ 2 trái nữa. Mình bỏ 2 trái nữa. Và nếu không có gì thì mình sẽ giữ lại đúng 5 trái. Giờ mình sẽ tỉa 2 trái. Các bạn nào chuyên tỉa trái có thể chỉ giáo cho mình tỉa trái trong tình huống này được hay không? Trái rất to như thế này. Đấy, cái nắm tay của mình này. Đó, bây giờ nó bằng cái nắm tay của mình rồi. Cành này hiện giờ chắc nó đang chịu trọng lượng khoảng hơn 3 kg à. Giờ phải bỏ trái nào? Lấy trái nào các bạn? Thôi bây giờ mình sẽ tỉa. Các bạn nào có ý kiến gì thì cứ cho bình luận phía dưới nha. Mình thì dự định cành này chỉ là 5 trái thôi. Hôm nay mình sẽ tỉa 2 trái nữa. Đây các bạn, 2 trái được trước mình tỉa này. Cách đây 10 ngày nè. Đó. Cách đây 10 ngày nó chỉ bằng chừng này thôi. Nhưng mà bây giờ trái nhỏ nhất của mình này, nắm tay của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tiễn, mình sẽ bỏ trái này tại vì nó nhỏ nhất và nó ở xa cành này nhất nữa. Và trái thứ hai sẽ là trái này, nó khá to nhưng mà nó hơi bị méo so với những trái còn lại. Rồi nha, mình sẽ tiến hành tỉa đây. Và hôm nay mình sẽ chia cho các bạn cách mình cột cành nha. Mình cột cành. Mình cột cành rất nhanh các bạn. Giờ mình sẽ cắt trái thứ nhất nha. Trái thứ nhất. Đây là trái thứ hai. Chỉ 10 ngày thôi mà nó lớn gần gấp 3. Đó. Mọi người thấy thế nào?